em đi Bảo Thạch này chỉ vô vườn ăn thôi à, không có cái đây là xã gì đấy quên rồi, xã Tân Phú. Tân Phú Tân Phú cái bánh nó mềm hay gì vậy chị? Không mập quá. Đây mới mập nè. Giống giống như đường vô cầu Phụng ha. Chạy ha. Chạy. Ờ, nó biết chỗ chạy. Biết nó chạy dân. Nó dân nè. Chạy vô đang chạy ha. Quen đường luôn ha. Sầu riêng của này chứ sao cái mấy cây này nó chưa có trái hả chị? Dạ, nó cắt hết rồi hả? Dạ. Bây giờ là chừng nào mới có lại? Năm sau à? Năm, tại vì mới cắt là chừng bữa tháng hả? À, ngày chị thấy là... Thông lộn hả? Thông, thông. À, nếu mà người ta vô tại vườn mua vậy là giá sỉ nhiêu, vô tại vườn thu là nhiêu ký chị? Mắc không? Không lành hả? Chôm chôm quá nè. Khu này trồng sầu riêng với chôm chôm nhiều ha. Chôm chôm. Chôm chôm với sầu riêng. Ừ, trái đỏ đẹp không? Mít, chôm chôm, sầu riêng. Bị không làm gì vậy gì? À, em đâu bị gì đâu. Vậy là ba ăn gì ở nhà ba bị tối vô. Em phải nhắn mà quên nhắn vô. Sáng em chạy băng qua tường gặp mẹ chạy. Để xe nữa đi là đổi xe rồi đi. Có chỗ trống nhường cho anh qua. Đi về là vận tốc 5 km/h. Tăng vận tốc đi bộ. Cây hả? Bán cây giống sầu riêng. Chút mua sầu riêng về trồng. Trồng thử nghiệm coi. Trồng không được. Ờ. Chôm chôm đỏ rồi. Mới trồng. Chôm chôm đỏ rồi. Mới bữa đi Châu Đốc về. Bán cây giống sầu riêng cà lách. Mấy sầu riêng.
Đây mát mát rồi ha. Mấy ngày cuối tuần đông. Tới rồi.